Thank you.
con rồi. Đây, thế này là bị ốm này, bị ốm như thế này. Bây giờ chúng ta lại phải chặt cái dây này, chặt cái này quấn lọ, quấn lọ đúng như thế này. Đây, nó tụ, tụ, phải bàn tụ ra rồi là chặt cái này. Đây, ốm này, ốm cuồn này, chặt cuồn thì ốm. Có bốn cuộn dây, hai con tụ rồi hai con đê và hai con chài. Hai con chài đây, hai con đê đây. Yeah.